Kể ra thì cũng khá lâu rồi mình chưa có làm clip. Thực ra thì vẫn quay bình thường, nhưng mà quay xong nhét đầy trong điện thoại thôi chứ chưa có edit được. Mọi người biết vì sao không? Đây là tại vì mình ham hố đi mót rau củ á. Hết bí ngòi xong bắt đầu cái có một đám cà chua bi, người ta bỏ vì trái nhỏ quá, không có thu nữa mà giá rẻ nên là họ bỏ luôn. Bọn mình bon chen đi hái. Đây này, nhìn cà còn đẹp ơi là đẹp luôn mà người ta bỏ, nên là chiều nào mình cũng huy động một đoàn quân nhí nhà mình và mấy bạn trong lớp xuống đi hái cà. Đứng hái đâu chừng tiếng đồng hồ là được 7-8 kg gì đó. Ăn thì không bao nhiêu hết, nhưng mà ngày nào cũng thích hái. Hái xong rồi đi kiếm người để cho biếu tặng các kiểu thôi, chứ bỏ không thật là lãng phí. Mỗi lần đi mót rau như thế này lại nhớ về cái thời tuổi thơ đi học của mình. Cách đây cũng gần 20 năm á, cứ tan học là lại đi mót hết cái này đến cái kia về mà làm lương thực, chứ làm gì có tiền mà đi chợ mua rau như bây giờ. Về nhà nhìn hai đứa này chơi với nhau này, mọi người có nhận ra một cái câu thành ngữ ca dao nào quen thuộc không? Ném đá giấu tay đó. Này là nó muốn chơi mà nó sợ bị bắt gặp, nó giấu cái tay nó vô chiếc dép nè. Nó khèo chân thằng kia. Thằng khèo có mấy cái mà la quá, ghét, dỗi không tìm chơi nữa.